Người đàn ông hiện đang nổi tiếng trên mạng xã hội với danh xưng Sư Thích Minh Tuệ hay Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tu viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đó là nội dung công văn số 151 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tới Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, Cục An ninh Nội địa Bộ Công an và Ban tôn giáo Chính phủ ngày 16 tháng 5. Cụ thể, người đàn ông này tên là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình ông Tú hiện sinh sống tại huyện Lạc Vài, tỉnh Gia Lai. Ông Lê Anh Tú sau khi từ bỏ công việc đo đạc địa chính tại tỉnh Phú Yên đã có vài lần đi bộ từ Khánh Hòa ra các tỉnh phía Bắc và ngược lại nhưng không thu hút được sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên lần này, hành trình của ông Minh Tuệ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, có thời điểm lên tới hàng trăm người đi theo cúng dường vật phẩm, thức ăn, quay clip vân vân, làm ảnh hưởng an ninh trật tự và giao thông trên các địa bàn. Trong đoàn đi theo có tín đồ Phật giáo, có những người hiếu kỳ và nhóm TikToker, YouTuber quay clip livestream đăng tải trên các trang mạng xã hội, tạo nên hiện tượng Sư Thích Minh Tuệ thu hút được sự quan tâm của dư luận và có nhiều bình luận theo các chiều hướng khác nhau. Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bình luận xuyên tạc đời sống tu hành của tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Do đó, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố có thông báo tới đông đảo Phật tử và nhân dân được biết để không ngộ nhận ông Lê Anh Tú là nhà sư, liên hệ với chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng mạng xã hội tạo làn sóng dư luận xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trước hiện tượng này, Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đã có văn bản gửi Ban Phòng Tôn giáo Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Dân tộc Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu. Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị các phòng ban liên quan tham mưu Sở Nội vụ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, chỉ đạo các sở ngành chức năng quan tâm khi ông Minh Tuệ tới địa bàn không để xảy ra tình trạng tập trung đông người gây cản trở và ảnh hưởng an toàn giao thông, gây phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt không để các thế lực xấu lợi dụng, xúi dục, lôi kéo gây mất đoàn kết tôn giáo và vi phạm pháp luật. Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đề nghị các đơn vị trao đổi với Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở địa phương hướng dẫn tăng ni Phật tử tu học theo đúng chính pháp của Đức Phật, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và cách thức hành trì của mọi người, nhưng cần đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Thank you.
khi bàn viếng chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa. Mời vào uống chén trà, kể chuyện tháng ngày qua, tiếng chuông ngân tĩnh lặng, tiếng mõ xua bong tà, lời kinh là đóa hoa, lời kinh đầy tha thiết. Hãy lắng lặng tỉnh thức, lời Phật ngàn năm qua. Danh là cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lệ, chớ thèm bạc bình hoa. Hãy thật lòng sám hối, ngày và đêm nghe kinh, hãy vâng lời thầy dạy, có gì thuộc về ta. Mấy khi bàn viễn chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương tây đang lăng lờ. Mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa, trần gian là cõi tà, dưới bông Phật là nhà. Ta đi là ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lụy, chớ thèm bạc vinh hoa. Hãy thật lòng sám hối, ngày và đêm nghe dày, có gì thuộc về ta. Mấy khi bàn viễn chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương tây đang lăng lờ. Mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa, trần gian là cõi tà, dưới bông Phật là nhà. Ta đi là ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Ta đi là ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ.